Ok, xin chào tất cả các em đã trở lại với trận tranh chung kết ngày hôm nay. Để chúng ta cùng theo dõi trận tranh chung kết giữa cao thủ đầu gấu Hardover sẽ tranh với cao thủ Ai Nhà Biển Tao. Đây là một trong những hai thiên bang ở cụm nội server của mình. Hồn đã có một thành tích khá tốt, đó là một người cao thủ Võ Lâm Quán Quân và một người đó là Võ Lâm Hạng Tư. Trong trận đấu Võ Lâm Minh Chủ mùa này thì ít của mấy chỗ S8 và sân kỹ sử này thì hai cao thủ này cũng đã có cơ hội lọt tiếp tục vào trận tranh chung kết. Liệu trong trận tranh chung kết này liệu ai sẽ lên ngôi quán quân? Và chúng ta cùng xem xét đồ của hai cầu thủ này để trước khi bắt đầu vào trận đấu ngày hôm nay. Đây là cầu thủ A Nhà Bình Tao đang sở hữu một cái chì tóc, một cái chì bằng sắt 83, sát thương 73, một cái nón thủ 21, một tay phòng thủ 13 làm chậm 13, 12 làm chậm 20, phòng thủ 13 làm chậm 20, một cái nhẫn làm chậm 30 và một đai lưng làm chậm 40. Thì tính ra này đang có cho mình 80 làm chậm nha nào. Một cái nhẫn khăn lôi nó kết vào tay, một đôi giày khăn lôi kết vào tay, một dây chuyền kháng cả 15. Và đây là xếp đồ của đầu gấu Hardover, cũng nằm trong một diện đó là Võ Lâm Lượng Đấu Hạng Tư vừa rồi. Đang sở hữu một cái chơi băng sát 89, nóng thủ 25, bàn tay làm chậm 40 và ngực bộ làm chậm 40 và đai lưng làm chón 40. Thì ạc bên này đang có cho mình hiệu ứng tốt hơn một tí, đó là có thêm 40 làm chậm, 40 chón như nào, có thêm 40 chón từ đai lưng và lưng làm chậm thì vẫn là 80. Và trận đấu chúng ta chính thức bắt đầu. Hiện tại đang sở hữu một cái chơi một cái dây chuyền kháng cả 12, kháng lôi 15. Trận đấu chúng ta chính thức chuẩn bị bắt đầu anh em ơi. Số điện nam còn 10 giây. Để xem trận đấu này thì ai sẽ lên ngôi quán quân Võ Lâm Minh Chủ của cụm mấy chủ S8 vào sân kỹ sử này đây. Anh em đang xem thì vui lòng đừng quên đỡ lại cho trận đấu này một like cho sự ủng hộ cho anh em ơi. Đây sẽ là một trận đấu bậc cực kỳ hấp dẫn giữa hai cầu thủ thiên bang này. Như anh em cũng đã xem những giải đấu mùa trước thì những cái dòng mà liên đấu 1v1 như thế này thì đa số là cao thủ thiên bang họ thường thường là dược giải tỷ lệ khá là cao, cũng như là tiếp tục đến là Nghe Mi, đó là người Mi Phong Sương. Ở mùa này thì Nghe Mi Phong Sương chỉ có cho mình hạng 4 mà thôi, đó là Nico Sài Gòn Đô. Và đường môn xuất sắc đó là anh Súng đã có cho mình hạng 3. Và ở trong trận chung kết này liệu hai cầu thủ này ai sẽ lên ngôi quán quân? Có khi nào Ai Nhà Bằng Tao sẽ giữ luôn cái hạng chức của mình đó là quán quân hay không? Anh em cùng chờ đợi trong trận đấu này. Đây là những pha x3 vừa rồi khá tốt đến từ vị trí của Ai Nhà Bằng Tao. Quá hay anh em ơi. Một pha dính vào vị trí của đầu gấu và dính x3 liên tục. Đó là luồng đam đầu tiên đến từ vị trí của Ai Nhà Bằng Tao, khá xuất sắc. Hello này mới vô, hello mọi người nha. Ok, quá hay, chúng ta cùng đợi xem. Đã trôi qua hơn 1 phút 20 giây. Nhìn sơ qua thì chúng ta đang thấy rằng luồng đam của bên Ai Nhà Bình Tao có vẻ như nhanh hơn một tí. Đã bây giờ hơi đầu gấu vẫn chưa có một cái pha chí mạng nào cho của mình. Chúng ta chỉ mới cho qua 2 phút. Hai phút trôi qua thì luồng đam có vẻ như đang nhỉnh hơn hoàn toàn dành cho cầu thủ Ai Nhà Bằng Tao. Một pha quá tốt đến từ vị trí của đầu gấu. Vậy rồi chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng Ai Nhà Bằng Tao đã dính luồng đam x3 khoảng tầm 3 giây. Đó là những pha lật ngược thành thế đến từ vị trí của Ai Nhà Bằng Tao. X3 liên tục đến từ vị trí của Ai Nhà Bằng Tao và đầu gấu đã ăn đam. Đầu gấu đang đam trong pha giao tranh vừa rồi. Hai thiên bang này vô ca khá là hay nè em ơi. Đỡ mà nói thì Khải nghĩ là hai người này ít nhất phải tương đương, gọi là cái luồng đam chắc là tương đương giống nhau thôi. Tương đối gần gần xem nhau một tí thôi, chứ không hơn nhiều đáng cỡ đâu nè. Rồi chúng ta còn 2 phút 20 giây.
Đúng là hai cầu thủ này mà bờ cao quá hay. X3 liên tục đến từ vị trí của đầu gấu. Và rồi thì ai nhà bên tao đã ăn đam hoàn toàn. Hai cầu thủ thiên bàn bờ cao với nhau thì chúng ta không thể tin được là có sự độc tử ở đây hay không. Họ đánh di chuyển vào một cách khá là khéo léo để cho qua 4 phút. Trận đấu vẫn đang được diễn ra khá là hấp dẫn. Đây sẽ là một trận tranh chung kết khá hay của cặp đôi chủ S8 phần sân ký sử này. Trang chủ game công thành chiến sư chấm nét cho năm. Trận đánh chỉ còn khoảng hơn 1 phút 40 giây. Chỉ còn một phút cuối cùng. Còn 20 giây cuối cùng. Không thể tin được trong trận đấu này ai win dam anh em à. Có vẻ như đầu gấu đang khá tự tin là mình đang win dam rồi. Anh ta đã leo người chạy rồi. Quá xuất sắc trong trận đấu này. Đầu gấu đã khá là tự tin trong pha giao tranh vừa rồi. Chỉ khoảng tầm 30 giây cuối cùng thì đầu gấu đã hoàn toàn leo ngựa. Và chúng ta cùng nhìn sơ qua thì ai nhậu bằng tao đã dính bị lùng dam 83.000 dam. Và đầu gấu chỉ bị dính cho mình 55k dam mà thôi. Tại đầu gấu đã nhìn nó hoàn toàn so với hơn 30k dam anh em à. Xin chúc mừng đầu gấu đã win cho mình 1-0. Trong đấu đầu tiên đã có cho mình 1-0. Và trong trận chung kết này chúng ta có 5 round anh em ơi. Nếu cầu thủ này win 3 round thì cầu thủ đó sẽ chính thức lên ngôi quán quân như nào. Và cầu thủ còn lại chỉ dành cho mình hạng áo quân mà thôi. Và tuần như rồi thì xin chúc mừng đầu gấu chỉ có cho mình 1-0. Tiếp tục chúng ta cùng chờ đợi đến tiếp tục đấu thứ hai. Đã quá hay. Anh em đang xem đừng quên để lại cho một like chia sẻ ủng hộ trong trận đấu này nha anh em ơi. Anh em ơi, nhiều anh em hỏi là quán quân cùng mấy chỗ này được cái gì, cùng mấy chỗ Phật Sơn Ký Sử này được cái gì. Thì anh em cùng theo dõi anh em ở đây. Chúng ta cùng kéo xuống bên dưới thì phần thưởng của cụm mấy chỗ thì chúng ta sẽ có đó là hạng 1. À đây đây này, đây là phần thưởng lương siêu liên server. Phần thưởng của cụm mấy chỗ rồi. Đây anh em. Phần thưởng của mấy chủ là chúng ta đó là được đó là một tượng đài và một vòng sáng tự chọn và một danh hiệu quán quân của Lâm Minh Chủ, một gia chiên ăn băng hòn Mỹ thuộc tính mát ộp nha nam, một gia chiên ăn băng hòn Mỹ thuộc tính mát ộp. Hạng 2 được 30 kim khoảng tầm 2 triệu. Hạng 3 được khoảng 20 kim thì khoảng tầm 1,5 triệu. Hạng 4 thì được khoảng 10 kim thì khoảng tầm 700.000 nha nam. Đó, đó là giải thưởng của giải đấu mùa này của chúng ta. Và anh em nào đã lọt từ top 1 đến top 8 sẽ có cơ hội lọt vào vòng liên server nha nam. Và vào đường liên server thì giải đấu phần thưởng này nọ anh em còn thử xem bên dưới này đó. Liên server phần thưởng nó sẽ nhỉnh hơn, có thể là gấp đôi nha anh em. Đó. Đến vòng liên server thì sau này thì nếu mà ở server này có cơ hội vào vòng liên server thì Khải sẽ công bố các giải thưởng tiếp tục cho anh em xem. Và bây giờ đây là trận thi đấu thứ hai của 20 giây cuối cùng, liệu ai sẽ là người trận đấu win trong đấu này. Là tiếp tục là đầu gấu anh em à. Và chúng ta xin chúc mừng trong trận đấu thứ hai thì sau khoảng hơn 6 phút trôi qua thì đầu gấu đã có mình trận đấu khá là xuất sắc. Hiện tại ở trong đấu thứ hai này thì ai nhà bên tao bị dính 47k đam. Và đầu gấu chỉ bị dính cho mình 24k đam mà thôi. Và lùng đam đã có thể gọi là gấp đôi dành cho cầu thủ đầu gấu, quá hay. Anh ta đã khá tự tin trong những một phút cuối cùng. Đầu gấu đã hoàn toàn leo ngựa di chuyển luôn, không cần đam nữa. Đó là một pha tự tin đến mức mà mình đã ăn lùng đam rồi. Một pha tính toán lùng đam khá tốt và cực kỳ tốt dành cho cầu thủ đầu gấu chúng ta. Và xin chúc mừng 2-0 đã nghiêng về cho đầu gấu trong trận tranh chung kết này.
Vâng, tại thông báo của em rằng ở trong trận chung kết này chúng ta có 5 round nha em ơi. Và cầu thủ nào win 3 round, cầu thủ đó sẽ chính thức lên ngôi quán quân. Và cầu thủ còn lại chỉ dành cho mình hàng áo quân mà thôi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi trận đấu thứ 3 sẽ được diễn ra sau vài phút nữa. Ok anh em ơi, và đây là trận đấu thứ 3. Khánh sẽ soi đồ làm một lần nữa cho anh em xem sơ qua ở trong trận chung kết này. Hai thiên bang này đồ như thế nào anh em ơi. Và chúng ta cùng điểm sơ qua thì cầu thủ đầu gấu HDV trong hai round đầu tiên thì đã có cho mình 2-0, khá trọn vẹn. Và chúng ta cùng xem xét đồ của đầu gấu HDV. Đã sử dụng một cái chì băng sắt 89, một nón thủ 25, một tay làm chậm 40 và một ngọc bội làm chậm 40, đang có cho mình 85 chậm. Và một nhẫn khăn băng là lưng chón 40. Tính sơ qua thì sơ đồ bên đầu gấu đang hiệu ứng tốt hơn, đó thêm 40 chón từ đại lưng. Đối với solo thiên bang của thiên bang thì đại lưng chón 40 đang là một trong những trang bị đồ khá là hay. Đó, giao chuyện kháng cả 12, kháng lối 15. Đó là sơ đồ của cầu thủ đã thua 2-0 trong trận đấu vừa rồi. Đó là ai nhỏ bình tao. Đang sử dụng một cái nón phòng thủ 21, bao tay phòng thủ 13 làm chậm 20, một nhẫn làm chậm 30, một đại lưng làm chậm 40 và đang có cho mình 90 làm chậm. Một cái nhẫn, một cái ngọc bội kháng lôi sinh lực cao, một đôi giày tóc cao, một nhẫn sinh lực cao, một chì bằng sắt sát thương. Đó. Đồ thì tính sơ qua đồ bên ai nhà bên tao thì không bằng được bên đầu gấu HD. Bên đầu gấu HD đồ nhỉnh hơn hoàn toàn. Ok, Quang Anh Hồ nha, hello anh em mới vô nha. Và trận đấu chúng ta sẽ chính thức bắt đầu sau khoảng hơn 10 giây. Chúng ta đang xem trận đấu, diễn biến trận đấu ra đấu thứ 3 của trận tranh chung kết và là mình chủ của cầm chủ S8 vào sân ký sử này. Đừng quên đỡ lại cho hai cầu thủ này một like ủng hộ chia sẻ chơi anh em ơi. Và xin kính chúc anh em xem video vui vẻ nha. Đầu gấu đang khép góc 3 giờ. Đã trôi qua hơn 20 giây. Chưa có luân đàm mà được xảy ra. Đã hơn gần 1 phút trôi qua thì luồng đam đầu tiên khá là nhỏ dành cho ai nhỏ bên ta. Đã gửi mình một luồng đam. Hai thiên quân chơi. Đã trôi qua hơn 1 phút mà chúng ta vẫn chưa có một luồng đam đến từ vị trí của đầu gấu. Đầu gấu vẫn chưa có đam nào. Đó là những đòn đam được định giữa hai người. Đây là luồng đam sắp được cài giữa hai cao thủ. Và rồi hai bên đều có một luồng đam khá là cao. Phải vừa dính đến từ vị trí của đầu gấu. Đây là những pha x3 liên tục đến từ đầu gấu, có cho mình khoảng tầm 3 đến 4 giây. Quá hợp lý. Và pha vừa rồi thì một pha vừa dính đến từ vị trí của anh nhậu bên tao, đã có một luồng đam khá là cao. Đầu gấu đã kịp thời di chuyển đến ngôi. Trong hai trận giao tranh vừa rồi thì đầu gấu luôn luôn dành cho mình một luồng đam có thể gọi là gấp đôi anh nhậu bên tao luôn em à. Liệu trong trận đấu này anh nhậu bên tao có sự thay đổi về hướng đam hơn một chút hay không? Hello cuộc sống vui TV nha. Đầu gấu là anh. Có nhiều anh em dự đoán đầu gấu là anh rồi. Đây là một trận đấu dành cho hai thiên bang khá hấp dẫn. Một pha bất tốc đến từ vị trí của đầu gấu. Đây là pha trả đũa đến từ vị trí của anh nhậu bằng tao. Nó có một luồng đam khá đẹp trong pha vừa rồi. Tiếp đến đó là những pha sắp lật kèo với nhau. Hai bên đều có luồng đam. Đúng rồi, anh nhậu bằng tao thua nhất kỹ chính xác rồi anh em ơi. Thua hoàn toàn về đồ và thua tiếp tục đó là nhất kỹ. Nhất kỹ đó là kỹ năng cũng có một cấp rồi anh em ơi. Bên anh nhậu bằng tao thì không có.
có vẻ như sự chuẩn bị đỡ copy đồ cũng như là copy tất cả những trang bị có hiệu quả cho trận đấu. Bên anh nhà bên tao đã không kịp chuẩn bị cái nhất kỹ cho mình để có thể copy vào server đấu trường này. Pha vừa rồi đầu gấu còn một tí đam nữa thử là gọi là đốc tử này mà. Có thử gọi là đầu tử cho pha giao tranh vừa rồi. Chỉ còn khoảng hơn 1/3 máu mà thôi. Đây là trận đấu chung kết khá là hay giữa cầu thủ này. Nếu như trong trận đấu này đầu gấu win tiếp tục thì anh ta sẽ chính thức lên ngôi quán quân. Trong 5 round thì win liên tục 3 round. Đó là một thành tích có thể gọi là hat-trick trong trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta cùng chờ đợi xem trong trận đấu này có lập nên thành tích này hay không. Chúng ta còn 1 phút 40 giây. Cơ hội ai nhà bên tao liệu có cơ hội để tiếp tục vào round đấu thứ tư hay không. Nếu như trong trận đấu này ai nhà bên tao win thì tỷ lệ chúng ta sẽ nghiêng về 1-2 dành cho ai nhà bên tao. Sẽ tiếp tục round đấu thứ tư và sẽ tiếp tục diễn biến thêm round đấu thứ năm. Còn nếu như trong trận đấu này đầu gấu win tiếp tục sẽ có một cú hat-trick trong trận chung kết ngày hôm nay. Cố lên nào hai cầu thủ ơi, cố lên. Hello Nguyễn Minh Trí. Hello Hào Đức. Hello anh em mới vô nha. Iberka cho đầu gấu rồi đánh khắc hẳn hả? Ok Hào Đức ơi, đó cũng là một sự dự đoán của anh em khán giả của chúng ta. Còn 60 giây cuối cùng. Một pha bắn dính cực kỳ tốt đến từ vị trí của ai nhà bên tao. Pha rồi chúng ta cũng đã thấy rằng pha rồi đầu gấu chỉ còn một tí nữa thôi, xém tí nữa knock out rồi. Một pha rồi một chút nữa thôi thì đầu gấu đã phải nằm xuống. Một pha rượt đuổi khá hay đến từ vị trí của hai cầu thủ. Chúng ta còn những giây phút cuối cùng. Liệu có thể lên ngôi quán quân trong trận đấu này luôn hay không? Rồi, chính thức là thành lập một cú hat-trick khá là hấp dẫn đến từ vị trí của đầu gấu Hardover. Một trong những cầu thủ thiên bang đã thắng với mình liên tục 3 trận đấu làm cho ai nhà bên tao tâm phục khẩu phục. Một trận đấu quá hay. Và xin chúc mừng đầu gấu Hardover đã chính thức lên ngôi quán quân của giải đấu và là minh chủ của cụm minh chủ Phật Sơn Ký Sử này. Trang chủ game công thành chiến sư.net. Và đó là tiếc dành cho cầu thủ ai nhà bên tao, chỉ dành cho mình hạng áo quân mà thôi. Và xin chúc mừng hai cầu thủ. Và người hạng 3 đó là anh Súng, người hạng 4 đó là Nico Sài Thượng Đô. Và chung cuộc giành giải đấu quán quân và là minh chủ của cộng mấy chủ này đã chính thức khép lại giải đấu ngày hôm nay. Và không có gì hơn, xin kính chúc anh em luôn luôn xem video vui vẻ và đừng quên vào ngày sau chúng ta sẽ tiếp tục giải đấu tiếp theo của những cộng mấy chủ tiếp theo anh em ơi. Ok anh em ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng giải đấu ở vị trí ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ trở lại với cụm máy chủ khả năng hoạt động cũng như là chúng ta cùng vào đánh vào lưu tổng kim chơi anh em ơi. Ok bye bye anh em và xin kính chúc anh em xem live vui vẻ nha. Và trận đấu này Khả sẽ up ngược lại trên kênh YouTube. Anh em nào có thể xem ngược lại trên kênh YouTube ủng hộ video hai cầu thủ này anh em ơi. Video này Khả sẽ up ngược lại trên kênh YouTube nha anh em.